Ghế học GL43 không thuộc dòng ghế chân quỳ, thường được sử dụng trong các phòng họp, hội thảo hay hội nghị, khung chân ghế bằng thép mạ phi 25 chấm trung ương chịu lực tốt, chống tác động xấu của môi trường và thời tiết, bền đẹp với thời gian, khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm mút mọc vải có ốp đệm bằng nhựa, tay ghế có ốp tay bằng nhựa. Ghế lưới chân quỳ hòa phát gl không là sản phẩm được phần lớn các doanh nghiệp lựa chọn sử dụng kết hợp với bàn học hòa phát tạo không gian hiện đại. Ghế học GL4300 không chỉ nổi bật về thiết kế mà còn về tính năng. Với chất liệu bền bỉ và khả năng thông thoáng của vải lưới, ghế giúp người sử dụng cảm thấy thoải mái trong suốt thời gian dài học hành. Sản phẩm này được sản xuất theo tiêu chuẩn cao, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người sử dụng. Việc chọn ghế GL4300 không chỉ là lựa chọn về mặt thẩm mỹ mà còn là đầu tư cho sự tiện nghi và hiệu quả trong công việc. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa hãy bấm like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất nhé.